mức độ nguy hiểm của bệnh bạch hầu đối với trẻ em. Bệnh bạch hầu là một bệnh nhiễm khuẩn nghiêm trọng, đặc biệt nguy hiểm đối với trẻ em, do hệ miễn dịch của trẻ chưa phát triển hoàn thiện. Dưới đây là những yếu tố làm tăng mức độ nguy hiểm của bệnh bạch hầu đối với trẻ em: 1. Tắc nghẽn đường thở. Vi khuẩn bạch hầu sản sinh ra một loại độc tố gây viêm và tạo thành một màng giả ở họng và amidan. Màng này có thể lan rộng và gây tắc nghẽn đường thở, dẫn đến khó thở thậm chí nguy hiểm đến tính mạng nếu không được cấp cứu kịp thời. Hay Biến chứng tim mạch Độc tố bạch hầu có thể lan vào máu và tấn công cơ tim, gây viêm cơ tim. Điều này có thể dẫn đến các vấn đề nghiêm trọng như rối loạn nhịp tim, suy tim và có thể gây tử vong. 3. Tổn thương thần kinh Độc tố bạch hầu có thể gây tổn thương các dây thần kinh, dẫn đến liệt cơ, mất phản xạ và trong trường hợp nặng có thể gây liệt hoàn toàn hoặc tử vong. 4. Biến chứng về thận. Bệnh bạch hầu có thể gây viêm thận và các vấn đề nghiêm trọng khác về thận, gây ảnh hưởng đến chức năng lọc máu và cân bằng điện giải trong cơ thể. 5. Tỷ lệ tử vong cao. Nếu không được điều trị kịp thời, bệnh bạch hầu có thể dẫn đến tử vong, đặc biệt là ở trẻ nhỏ. Tỷ lệ tử vong có thể lên đến 5 đến 10% ngay cả khi được điều trị. 6. Lây nhiễm nhanh chóng Bách hầu là một bệnh truyền nhiễm lây lan qua đường hô hấp. Do đó, trẻ em trong môi trường tập thể như trường học, nhà trẻ dễ dàng bị lây nhiễm từ bạn bè hoặc người lớn mắc bệnh. Phòng ngừa và điều trị Để bảo vệ trẻ em khỏi bệnh bạch hầu, việc tiêm phòng vaccine là rất quan trọng. Vaccine đi táp, bạch hầu, uống ván, ho gà, giúp tạo miễn dịch cho trẻ và giảm nguy cơ mắc bệnh. Tiêm phòng cần đảm bảo trẻ được tiêm đầy đủ các liều vaccine theo lịch tiêm chủng quốc gia. Chăm sóc y tế Khi trẻ có dấu hiệu nghi ngờ bệnh bạch hầu, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay lập tức để được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Vệ sinh cá nhân và môi trường Giữ gìn vệ sinh cá nhân và môi trường sống sạch sẽ để hạn chế nguy cơ lây nhiễm. Chúc ba con nhiều sức khỏe. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh Sức Khỏe 60 Giây để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạnh khỏe và tràn đầy năng lượng